Dạ. Dạ con thấy chú Hồng có giơ tay, chú Hồng có câu hỏi không ạ? Dạ thưa có. À, dạ thưa sư cho con hỏi. Theo con hiểu thì sư biểu là nếu mà học Phật thì phải đọc chánh tạng. Nếu mà đọc chánh tạng không hiểu thì đọc chú giải. Dạ. Cái chú giải đó ở đâu tìm, với lại chú giải tìm ở đâu? Dạ, cái này nói thiệt là bây giờ thế này. Chú giải ở Việt Nam thì tôi biết chỉ có khoảng chừng trên dưới đó, trên dưới thì khoảng 10 cuốn chú giải tiếng Việt Nam. Không, chú giải kinh điển mà tôi chỉ biết vậy thôi chứ thì trong đó nhiều tác giả, nhiều dịch giả. Thí dụ như các vị vào ở trong cái trang gọi là Phật giáo Nguyên thủy đó, đó Việt Nam gọi là chấm á, Nguyên Phật giáo Nguyên thủy chấm, chấm cơm hay chấm ọt thì tôi quên rồi nha. Còn không nữa, muốn chắc ăn vào trong Google đánh cái chữ chú giải kinh tạng, chú giải luật tạng thì tự động người ta dắt tới cái trang đó. Thì tôi chỉ biết như vậy thôi chứ tôi không có đọc cái đó, nhưng mà nếu mà có bị đọc được ngoại ngữ thì tuyệt vời đấy. Còn nếu mà trường hợp tìm sách tiếng Việt không có, tìm rồi về rồi mua sách ngoại ngữ cũng không có, thì đây sau đây là những địa chỉ mà các vị nên đến gõ cửa. Đó là một là lên gặp ngài Thanh ở núi Dinh, thứ hai là gặp ngài ngài Bửu Hiền ở chùa Pháp Bảo Mỹ Tho, thứ ba là gặp ngài Giác Lộc ở chùa Trúc Lâm Hóc Môn, thứ tư là gặp ngài Khải Minh ở chùa nào tôi không biết, tại vì tôi chỉ biết ngài đang ở Việt Nam, mà tại vì ngài ngài ở trú xứ nào thì ngài giờ đổi ngài Khải Minh, biết không? Khải, em quên hỏi vị đạo hữu này là ở trong nước hay ngoài nước? Dạ thưa con, ở Hoa Kỳ, đang ở Ấy Mỹ. dạ, Hoa Kỳ nãy giờ tôi giới thiệu lộn rồi, mấy vị nãy giờ toàn Việt Nam không. Dạ Hoa con Kỳ hiểu. thì các vị vào ở trong địa chỉ này, tôi spell nha, Dạ. parisyapti.com. Barizati.com. Dạ chữ pá bề 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 dưới pá pá like Peter pá à, parisyapti chữ gì? Pá là PARISYAPTY parisyapti.com. Thì vào trong đó là nguyên một tủ trong đó. Dạ. Nhà nguyên một tủ được. Tủ Tam Tạng mà chú giải được. Chứ còn thầy bà thì đều khả nghi, tôi nói thẳng thầy bà là khả nghi hết, bởi vì mỗi bị một ý là mình chết trong đó. Bởi vì chánh tạng thì chỉ có một, mà chú giải thì cũng chỉ có một. Còn khi thầy bà nó thì mỗi thầy một ý là mình khùng luôn, mà cái này mới đau nè, theo đạo mấy chục năm mà theo nhầm ông thầy dỏm một cái là mất mấy chục năm, mà đi thân người khó được, chánh pháp khó gặp, thì tôi đề nghị mình phải biết quý cái tri kiến của mình. Dạ rồi, cho qua câu khác.